Thưa quý vị, phát triển cây sầu riêng là một trong những định hướng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của xã Tân Hội, huyện Tân Châu và thời gian qua đã đạt được những chuyển biến rõ nét, qua đó góp phần quan trọng trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các tiêu chí về giảm nghèo, thu nhập, tạo việc làm và hình thức tổ chức sản xuất. Đây là vườn sầu riêng của gia đình ông Nguyễn Văn Mười ở xã Tân Hội, huyện Tân Châu, rộng 4 hectare, với các độ tuổi cây trồng khác nhau, có cây mới bước vào vụ thu hoạch đầu tiên nhưng có cây đã qua nhiều vụ thu hoạch những ngày này gia đình ông mười tất bật với công việc thu hoạch sầu riêng người thì hái người vận chuyển người kêu thương lái đến mua sầu riêng sau khi hái xuống thương lái phân loại ra từng trái trái nào chất lượng loại một được mua với giá cao trái nào nhẹ cân hình dạng không bắt mắt được phân thành loại hai thậm chí có nhiều trái phải bỏ lại cho chủ vườn vì nếu mua thương lái cũng khó bán ra thị trường Trồng sầu riêng đã khó, mà để bán được trái sầu riêng cũng không dễ dàng gì. Thương lái vào tận vườn, kiểm tra từng trái sầu riêng mới quyết định mua hay không. Với kinh nghiệm của người chuyên đi mua sầu riêng, thương lái luôn chọn cho mình giải pháp an toàn nhất. Chỉ chọn mua sầu riêng chất lượng, đạt tiêu chuẩn, chứ không mua đổ đồng, đại trà, bao vườn như trước. Mùa sầu riêng năm nay do thời tiết nắng nóng, rồi mưa trái mùa làm trái sầu riêng không đạt chất lượng như mong muốn của nhà nông và thương lái. Thu nhập từ trái sầu riêng cũng giảm so với năm trước. Ngay cả người có thâm niên trồng sầu riêng cũng không thể cứu được cây sầu riêng cho trái năng suất cao. Thậm chí nhiều trái sầu riêng bị hư, rụng khi chưa đủ tuổi thu hoạch. Nhà nông cho rằng sầu riêng là loại cây khó trồng, kén đất, kén thời tiết. Nếu khâu chăm sóc không kỹ, không đúng quy trình kỹ thuật, cây sầu riêng sẽ cho năng suất thấp, đồng nghĩa với một vụ mùa thất thu. Vì lẽ đó, nhà nông phải dành nhiều thời gian để chăm sóc vườn sầu riêng, khi thời tiết bất thuận là phải kịp thời có cách chăm sóc riêng cho từng cây sầu riêng hiện nay kỹ thuật trồng sầu riêng của nhà nông phần lớn là theo kinh nghiệm cá nhân người này chỉ người kia nghề chỉ nghề chứ chưa qua lớp tập huấn khuyến nông dành riêng cho cây sầu riêng nếu thời tiết thuận lợi thì nhà nông còn thu nhập cao từ vườn sầu riêng ngược lại thời tiết mưa nắng thất thường cộng với kỹ thuật trồng chưa được trang bị nhà nông rất khó cứu được cây sầu riêng cái mùa thu hoạch sầu riêng năm nay thì thời tiết nó không thuận lợi lắm cho nên là cái cây trồng khó tánh này thì riêng cái loại sầu riêng của thái lan ấy, thì bất nhiên nó bị rụng xuống đất hết tức là không phải riêng cái khu vực của mình đó nhưng mà còn lại những cái giống khác thì nó có thể là còn vớt dác được nhưng mà cũng vẫn có lãi nhưng mà cái số lãi của nó nó không lớn thì bữa nay là, 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 là đài truyền hình với chính quyền địa phương ấy, thì quan tâm tới tôi rất mừng nhưng mà mừng thì mừng mà đồng ý áp dụng khoa học kỹ thuật nhưng mà do cái thời tiết nó tạo ra thì có thể là chung chung với nhau kể từ giờ trở đi thì tôi cũng muốn mong muốn để bên hộ nông dân với bên 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 khiến nông tỉnh á à, áp dụng lại bắt tay với người nông dân để cho người nông dân tăng cường để chăm sóc cây sầu riêng là cái cây khó tánh này nó đi lên nhưng mà kể cả huyện mình tân châu Tây à, Ninh nói chung, riêng thì địa bàn Tân Hội. Những năm gần đây, bên cạnh việc phát triển các mô hình kinh tế xã Tân Hội, huyện Tân Châu, có hướng phát triển mạnh về cây sầu riêng, đây là một trong những loại cây trồng mới được chính quyền địa phương quan tâm, định hướng cho người dân đầu tư trồng. Tính đến nay, toàn xã Tân Hội có khoảng 500 hecta sầu riêng. Xã Tân Hội xác định trồng sầu riêng là khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, nhất là thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong đó có tiêu chí về thu nhập về tổ chức sản xuất cây sầu riêng sẽ giúp cho nông dân nâng cao thu nhập góp phần phát triển kinh tế xã hội nâng cao đời sống của người dân từ đó góp phần cùng với địa phương thực hiện đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới vì chuyển đổi đất cơ cấu cây trồng từ đất nông nghiệp kém hiệu quả, đất vườn tạp sang trồng sầu riêng theo hướng chuyên canh, tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương cũng như người nông dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân. Thời gian qua, nhiều diện tích đất cây trồng đã chuyển đổi đều cho thu nhập cao hơn gấp nhiều lần so với trước. Trên địa bàn xã Tân Hội trong những năm gần đây, cây sầu riêng được đánh giá là một trong những cây tiềm năng về phát triển kinh tế của người dân tại địa phương đối với việc phát triển cây sầu riêng và đầu ra của cây sầu riêng thì tương đối ổn định. Điều này đã giúp cho người dân trên địa bàn xã Tân Hội ổn định hơn về kinh tế cũng như làm cho năm 2023 cái tiêu chí về thu nhập của xã để đạt chuẩn nông thôn mới cũng đảm bảo hơn. Năm 2023, xã Tân Hội phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới do đó xã đã chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây có giá trị kinh tế cao như sầu riêng là một trong những giải pháp được đánh giá là phù hợp trong tình hình hiện nay thời gian tới xã tân hội sẽ phối hợp với trung tâm khuyến nông huyện tân châu và các đơn vị chức năng liên quan mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật áp dụng cho các loại cây trồng nhất là cây ăn trái như cây sầu riêng nhằm giúp cho nhà nông nắm vững kỹ thuật chăm sóc cây sầu riêng đạt năng suất cao tăng lợi nhuận từng bước thay đổi cách nghĩ cách làm cho nhà nông việc trồng sầu riêng đang là mô hình kinh tế mới đạt hiệu quả do đó xã tân hội huyện tân châu tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cho nhà nông biết được giá trị của cây sầu riêng chuyển dịch cơ cấu cây trồng phù hợp để phát triển kinh tế ổn định đời sống xã tân hội phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật đưa các loại cây giống mới vào sản xuất bên cạnh đó sẽ có lộ trình phù hợp để hỗ trợ về cây giống vật tư phục vụ sản xuất tạo cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển các hộ dân trồng sầu riêng giúp cho nhà nông đổi mới tư duy mạnh dạng đầu tư phát triển kinh tế đa dạng các loại cây trồng phù hợp xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng ưu tiên trong những loại cây có giá trị kinh tế cao tăng cường kiểm tra giám sát và đẩy mạnh việc tuyên truyền cho người dân về mã số vùng trồng kiểm soát chặt chẽ hơn về các tiêu chuẩn chất lượng nông sản quảng bá tìm kiếm doanh nghiệp liên kết hướng đến tìm đầu ra ổn định cho sầu riêng xa hơn là xây dựng thương hiệu riêng cho trái sầu riêng tập trung tuyên truyền phổ biến nhằm từng bước thay đổi thói quen nhận thức sản xuất không chạy theo phong trào theo số đông việc phát triển cây trồng nói chung và sầu riêng nói riêng cần theo định hướng thị trường theo định hướng của các cơ quan quản lý Thay vì tăng diện tích sản lượng, cần tập trung tổ chức lại sản xuất, liên kết sản xuất, chuẩn hóa quy trình sản xuất từ lúc canh tác, thu hoạch đến chế biến, vận chuyển, phân phối nhằm nâng cao giá trị gia tăng. Thực tế thời gian qua, cây sầu riêng đã mang lại hiệu quả sau khi chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đây là hướng đi đúng đắn trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương, đáp ứng nhu cầu thị trường, từng bước tạo thu nhập cao cho người dân xã tân hội huyện tân châu sẽ tiếp tục ra soát mở rộng các vùng sản xuất chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp trong đó có cây sầu riêng vận động người dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp tuân thủ các quy trình trong sản xuất nông nghiệp triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước về sản xuất nông nghiệp tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận với thị trường hàng hóa dịch vụ nông sản có đầu ra ổn định người dân xã tân hội trồng sầu riêng theo tiêu chí xanh sạch không dùng hóa chất nên đây là điều kiện tiên quyết để thị trường đón nhận sản phẩm sầu riêng. Trên cơ sở phân tích sự phù hợp về điều kiện trình độ canh tác và xu hế của thị trường đối với các sản phẩm nông nghiệp, trong đó có cây sầu riêng, xã Tân Hội sẽ định hướng phát triển mạnh về loại cây trồng này nhằm phát huy cây trồng lợi thế của địa phương, xây dựng và nhân rộng các mô hình liên kết sản xuất các loại cây trồng để nâng cao hiệu quả kinh tế tập trung vào những loại cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt, đồng thời tăng cường các biện pháp canh tác đảm bảo cho cây trồng phát triển tốt, xây dựng vùng sản xuất tập trung về cây sầu riêng. Việc phát triển cây sầu riêng là một trong những định hướng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của xã Tân Hội và thời gian qua đã đạt được những chuyển biến rõ nét. Vì thế, góp phần quan trọng trong thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các tiêu chí về giảm nghèo, thu nhập, tạo việc làm và hình thức tổ chức sản xuất bên cạnh mặt thuận lợi việc phát triển cây sầu riêng tại xã tân hội cũng gặp phải một số khó khăn như về trình độ sản xuất của người nông dân hiện giờ vẫn theo kinh nghiệm là chính chất lượng của trái sầu riêng chưa đảm bảo vì hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết và trình độ canh tác của nhà nông phần lớn sản phẩm chưa có thương hiệu và thiếu sự gắn kết giữa sản xuất với tiêu thụ chế biến thị trường đầu ra vì ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây sầu riêng chưa được rộng rãi nông dân chưa có trình độ tay nghề cao trong sản xuất nông nghiệp Do đó, để khắc phục những khó khăn hạn chế trên, ngành nông nghiệp nói chung và xã Tân Hội nói riêng đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động kêu gọi doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất với nông dân, thu mua sản phẩm cho nông dân với giá cả hợp lý, theo cung cầu thị trường, tránh rơi vào tình trạng được mua rớt giá như nhiều loại nông sản khác. Quý khán giả vừa theo dõi chương trình Tây Ninh xây dựng nông thôn mới. Đến đây, thời lượng cho chương trình cũng đã hết hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ tới thân mến chào tạm biệt